Hầu hết chúng ta đều thích ngắm nhìn những con bướm sặc sỡ bay lượn trong vườn nhà. Từ những con bướm xanh nhỏ bé cho đến những con bướm phượng khổng lồ đều có những vẻ đẹp riêng. Nhưng chúng ta thật sự biết bao nhiêu về loài côn trùng này? Trong video ngày hôm nay, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu 10 sự thật thú vị về loài bướm. 1. Cánh bướm trong suốt. Bạn không nghe nhầm đâu, hãy để mình giải thích đôi chút về điều đó. Cánh của chúng thật sự trong suốt. Đôi cánh của một con bướm được bao phủ bởi vô số những chiếc vảy nhỏ, được chia thành 2 đến 3 lớp, và những màu sắc bạn nhìn thấy khi một con bướm bay ngang qua là sự phản chiếu của nhiều màu sắc khác nhau qua vô số những chiếc vảy đó. Bản thân đôi cánh được tạo thành từ một loại protein gọi là chitin. Đây cũng là loại protein tạo nên bộ xương ngoài của côn trùng. Và giống như bộ xương ngoài, đôi cánh của bướm là trong suốt. 2. Bướm nếm mùi vị bằng chăng. Tuy có lưỡi nhưng bướm chỉ sử dụng chăng để nếm. Nghe có vẻ lạ đối với con người chúng ta, nhưng bướm dựa vào chăng để nếm thức ăn. Chăng của chúng có các cơ quan thụ cảm vị giác giúp xác định vị trí thức ăn cho sâu bướm của chúng. Nếu xác định cái lá mà con bướm đang đậu là thứ mà sâu bướm của chúng có thể ăn, chúng sẽ đẻ trứng vào chỗ đó. Bướm trưởng thành không thể cắn hoặc nhai, vì vậy bướm sử dụng một chiếc lưỡi dài giống như ống gọi là vòi. Nó hoạt động giống như một chiếc ống hút, cho phép những con bướm hút chất lỏng như mật hoa, nhựa cây và nước trái cây thối rữa. 3. Bướm bị cận thị. Trong khoảng cách từ 3 đến 3,2 mét, thị lực của bướm khá tốt, tuy nhiên bất cứ thứ gì vượt quá khoảng cách đó sẽ hơi mờ. Mặc dù vậy, bướm không chỉ có thể nhìn thấy một số màu sắc chúng ta có thể nhìn thấy, mà nó còn có thể nhìn thấy một loạt các màu cực tím mà mắt người không nhìn thấy được. Bản thân những con bướm thậm chí có thể có dấu hiệu của tia cực tím trên cánh của chúng để giúp chúng xác định được nhau và xác định vị trí của bạn tình tiềm năng. 4. Bướm không thể bay nếu thời tiết lạnh. Bướm là động vật máu lạnh. Máu của chúng có màu xanh, bướm cần nhiệt độ cơ thể lý tưởng khoảng 29 độ C. Vì là động vật máu lạnh nên chúng không thể tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể của mình. Do đó, nhiệt độ không khí xung quanh có ảnh hưởng lớn đến khả năng hoạt động của chúng. Nếu nhiệt độ không khí xuống dưới 12 độ C, bướm sẽ bất động, không thể chạy trốn khỏi động vật ăn thịt hoặc kiếm ăn. Khi nhiệt độ không khí dao động từ 27 đến 37 độ C, đó là nhiệt độ lý tưởng cho bướm hoạt động. Những ngày mát mẻ hơn, bướm càng làm ấm cơ bay của mình bằng cách rung gãy hoặc phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Nam cực là châu lục duy nhất trên hành tinh chúng ta không có sự xuất hiện của bướm. Bạn có thể nghĩ Nam cực là vùng đất hoàn hảo cho những con bướm xinh đẹp có máu lạnh, nhưng thực tế thì không, nhiệt độ nơi đây quá thấp để chúng có thể sống sót. 5. Bướm sử dụng nhiều thủ thuật để tồn tại. Bướm được xếp hạng khá thấp trong chuỗi thức ăn của những loài động vật ăn thịt. Để tồn tại trong thế giới tự nhiên đầy nguy hiểm, bướm sử dụng một số thủ thuật để sống sót. Một số loài bướm gấp đôi cánh của chúng để pha trộn vào môi trường, đánh lừa thị giác của động vật săn mồi. Những con khác thử chiến thuật ngược lại, sử dụng màu sắc cực gỡ của mình để tuyên bố sự hiện diện của nó. Những con côn trùng màu sắc tươi sáng thường tiềm ẩn độc tố nếu động vật ăn vào. Do đó, những kẻ ăn thịt học cách tránh xa chúng. 6. Bướm thực sự có 4 cánh chứ không phải 2. Mỗi con bướm đều có 4 cánh nhưng lại hoạt động như 2. Bướm đập cánh tương đối chậm, khoảng 20 lần trên phút. Tuy vậy, nhiều loại bướm có thể bay rất nhanh và mạnh. Nói về cánh, nhiều người trong chúng ta có lẽ nghĩ rằng bướm chỉ có 2 cánh, nhưng thực chất bướm có 4 cánh riêng biệt. Những cánh gần đầu nhất của nó được gọi là cánh trước, trong khi những cánh ở phía sau được gọi là cánh sau. Nhờ các cơ mạnh ở lồng ngực của con bướm, cả 4 cánh đều di chuyển lên xuống theo hình số 8 trong khi bay. 7. Số lượng cơ bắp của sâu bướm sắp xỉ 4.000 cơ khác nhau. Một số loài sâu bướm có tới sắp xỉ 4.000 cơ khác nhau trong cơ thể của chúng, trong khi đó hệ cơ bắp của con người chỉ có 639 cơ khác nhau. Tại sao sâu bướm lại càng tới nhiều cơ bắp đến như vậy? Câu trả lời nằm ở cách di chuyển độc nhất vô nhị của chúng. Sâu bướm dùng toàn bộ cơ bắp của chúng mỗi khi di chuyển, không giống cách mà con người vẫn làm. Đây có lẽ là cách di chuyển độc nhất vô nhị mà không có loài động vật nào có thể học tập được. Nhất là các loài động vật có xương sườn bao bọc xung quanh các bộ phận bên trong của cơ thể như con người chúng ta. 8. Bướm trưởng thành vừa nở, không có vòi hút.
Một con bướm không thể uống mật hoa chắc chắn sẽ chết. Bướm vừa trưởng thành không có vòi hút, lúc này miệng của nó được chia thành hai phần. Một trong những công việc đầu tiên của bướm mới nở là yêu cầu sự giúp đỡ của đồng loại. Con bướm trưởng thành khác sẽ tiến đến bên nó và bắt đầu giúp nó ghép hai phần gầy gạc đó để tạo thành một ống đơn có chức năng hút nước. 9. Bướm mới trưởng thành không thể bay. Bên trong cái cán, bướm đang phát triển để chờ đợi thời điểm bước ra khỏi vỏ bọc. Khi đã thoát khỏi lớp vỏ bọc, nó chào đón thế giới bằng đôi cánh nhỏ và teo tóp. Bướm phải ngay lập tức bơm chất lỏng từ cơ thể thông qua các tĩnh mạch ở cánh để mở rộng chúng. Một khi cánh của nó đạt kích thước đầy đủ, con bướm phải nghỉ ngơi trong vài giờ để cơ thể khô ráo và cứng cáp trước khi nó có thể bay chuyến bay đầu tiên. Và điều thú vị cuối cùng là bướm uống nhiều bùn đất. Một con bướm không thể sống nếu chỉ hấp thụ đường. Nó cũng cần đến khoáng chất để bổ sung chế độ ăn uống của mình. Bướm sẽ thỉnh thoảng nhấm nháp những vũng bùn nơi giàu chất khoáng và muối. Hành vi này xảy ra thường xuyên hơn ở những con bướm đực. Kết hợp các khoáng chất vào tinh trùng của chúng, những chất dinh dưỡng này sau đó được chuyển qua cho bướm cái trong thời gian giao phối và giúp chúng cải thiện khả năng tồn tại của trứng. Trên đây là một số điều thú vị về loài bướm xinh đẹp mà mình chia sẻ với các bạn. Mong rằng nó giúp các bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích về loài bướm. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.